Ni trưởng Thất Đàm Bích sinh ra và lớn lên tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Quê hương thân phụ của Ni trưởng ở thành phố Hải Dương. Thuở thiếu thời khi lên 10 tuổi, Ni trưởng khi đó đã tự lập mưu sinh bằng gánh hàng nước tại phố Hoàng Hoa Thám nay đổi sang phố Cửu Thành, thành phố Hải Dương. Đến nay Ni trưởng đã xuất gia tu đạo được 54 năm. Nhưng hình ảnh quê hương tuổi thơ ấu năm nào sớm chiều với cuộc sống cơ cừu lầm than vẫn còn đầm sâu trong tâm trí, xa rồi nhớ mãi miền quê. Trong tim luôn nhớ trở về ngày xưa, nhớ ơn Đảng, chính phủ chỉ lối soi đường. Những năm qua mảnh đất cũng như con người quê hương Hải Dương cùng đồng bào nhân dân cả nước đã phát triển đi lên trong thời đại hiện đại hóa, công nghiệp hóa, với những ruộng đồng xanh tốt, nông sản màu mỡ vươn tầm khắp mọi miền tổ quốc. Tuy nhiên thời gian gần đây do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19, lên quê hương của Ni trưởng lâm vào tình cảnh cách ly mấy tháng liền. Giao thương mua bán qua lại với các tỉnh thành hoàn toàn bị đình chỉ. Bà con nông dân khó khăn thiếu thốn vì nông sản tới mùa thu hoạch không thể bán được. Ni trưởng cùng Phật tử chùa Linh Ứng Thịnh Long, doanh nghiệp chả cá Tâm An, nước mắm Phú Long Minh Cơ, Cường La, nhà xe Hải Đăng và rất nhiều các mạnh thường quân khác luôn đau đáu hướng về quê hương ruột thịt của Ni trưởng. Lòng không nguôi nghĩ về những mảnh đời cơ cực mưu sinh trong thời gian phòng chống dịch, để góp phần sẻ chia gánh nặng cho xã hội cũng là tấm lòng thành hướng tới quê hương thân yêu. Những mong bà con nhân dân sớm có giải pháp vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, được sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương. Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Ni trưởng cùng phái đoàn từ thiện Phật tử chùa Linh Ứng đích thân xuất hành mang những tình cảm thân thương, quý báu cùng 200 xuất quà hướng tới những gia đình khó khăn tại địa phương mà thời thơ ấu Ni trưởng đã trải qua. Phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng chân tình mà Ni trưởng cùng Phật tử dành tặng bà con, để động viên khích lệ tinh thần bà con ổn định tăng gia sản xuất, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Ni trưởng là hiện thân hình mẫu lý tưởng của người xuất gia, cư trần bất nhiễm trần, thực hiện hành nguyện của chư Phật chư Bồ Tát cứu khổ ban vui. Ni trưởng đã từng chia sẻ, người xuất gia tu đạo không chỉ đơn thuần là tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc, tu tập cho riêng mình, mà việc làm quan trọng của người xuất gia trong thời đại ngày nay chính là phải biết hòa nhập cùng cộng đồng, thâm nhập cuộc sống của nhân dân để cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của họ, mà kịp thời giúp đỡ san sẻ cùng họ, mang tới cho họ những giải pháp thích hợp, giúp họ tìm thấy chân an lạc, chân hạnh phúc. Có như vậy thì người xuất gia tu đạo mới thực sự cứu khổ ban vui, đạt đạo giải thoát, kế thừa mang mạch của Đức Như Lai. Đạo Phật thực sự là đạo giải thoát, chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn đồng hành cùng nhân gian. Người xuất gia tu đạo thực sự là những đóa hoa tươi thắm nở giữa lòng nhân gian. Chúng ta cùng chắp tay lễ Phật nguyện cầu Ni trưởng pháp thể khinh an, thọ mệnh miên trường, pháp thân miền viện, mãi mãi là thạch trụ trốn tùng lâm, che chở dìu dắt cho hàng hậu thế cùng chúng sinh nương đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thực hiện cái chủ trương đồng hành cùng với này bà con vùng dịch, Hội Chữ Thập Đỏ tán trợ chùa Ninh Ứng chúng tôi cùng với sư cụ trụ trì, chủ tịch hội vận động các Phật tử và hội viên trong hội quyên góp một chút quà đến vùng dịch ở thành phố Hải Dương để trao tặng quà cho bà con ở vùng dịch. Đoàn chúng tôi đi hôm nay có mang theo 200 suất quà trị giá 550.000 một suất, còn có 10 cân gạo, phong bì 300.000 và một lít nước mắm sản phẩm của địa phương để gửi đến trợ giúp bà con ở tại vùng dịch ở thành phố Hải Dương. Vật chất thì là ít thôi nhưng mà cũng là tấm lòng tình nghĩa của hội viên Phật tử và Chữ Thập Đỏ chùa Ninh Ứng, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định, gửi đến bà con vùng dịch, cùng bà con chung tay vượt qua cơn hoạn nạn khó khăn này để chúng ta tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Thay mặt gia đình cảm ơn chùa Ninh Ứng đã ủng hộ gia đình em ạ.